Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Hôm nay Lâm sẽ xin quay một cái số địa điểm mà gửi tặng các cô bác ở xa. Thì nhân dịp năm mới thì Lâm kính chúc toàn thể các cô bác, các anh chị, các em, người Việt ở trong nước cũng như là các cô bác ở nước ngoài lời chúc quý vị cùng gia đình được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc. Hôm nay Lâm sẽ quay một số cái địa điểm giống như là ở chợ cá đồng cá biển ngày xưa. Đây là khu cá đồng cá biển trước đây. Đây là khu cá đồng. Cô ơi, năm nay sao bán sớm hả? Vậy là năm nào cũng mùng 2 bán rồi con. Mùng 2 bán hả? Dạ. Dạ. Mày quay vào ngày nè, muốn gì chú? Đồ buôn bá quậy bà quay tôi làm cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Dạ, tại năm nay thấy bán sớm mà quay sớm. Dạ. Rồi, cũng đi tới đây. Đây là khu cá đồng trước đây nè quý vị. Còn đây là khu Cẩm Tú trước đây đó quý vị. Đường Cẩm Tú là tại những cái tiệm vàng trước đây ở đây. Đây là đường Trần Phú, có những cái giọt hát và châu văn ở đây trước đây nè quý vị. Giáp phát châu văn thì nằm ở phía bên tay trái, có cái xe lam, những cái xe lam trước đây mà quý vị có thể nhìn thấy ở đây, nhưng mà hiện giờ thì không có còn nữa. Cái tòa nhà kế cái chữ to đó là tòa nhà trước đây là gặp hát châu văn tủ đó quý vị. Cầu đã được sơn lại rồi, sơn sửa để đón cái năm mới. Tất cả là đều được sơn lại hết đó quý vị. Còn xa xa mà những cái chỗ, cái quán đang được đông đúc đó là cái quán cháo quảng nổi tiếng ở đây đó quý vị. Quý vị có ăn cháo quảng thì có thể ghé đây.
Kính thưa quý vị, đây là đường Ngô Quyền cắt với Cô Giang. Hôm nay Lâm sẽ xin quay đường Cô Giang để gửi tặng một bác ở phía xa. Đây là đường Cô Giang nè quý vị. Cô Giang là Cô Giang với Cô Bắc, trước đây gọi là ngã tư xã Mai đó quý vị. Vì ở đó có giữa cách giữa đường Nguyễn Dung Trật với đường Cô Giang là ngã tư xã Mai, trước đây có nhà của cô Mai dạy trường Nguyễn Dung Trật đó thì gọi là ngã tư xã Mai. Ở đây thì khi mà Lâm nói thì có một số cô bác lớn tuổi sẽ biết, còn với trẻ thì chắc sẽ không có biết tới cái địa chỉ này. Đây là ngã tư xã Mai nè quý vị. Bây giờ là ngã tư giữa đường Cô Giang với đường Nguyễn Dung Trực với Cô Bắc. Đây đường Cô Giang Cô Bắc là cái đường là một tiếng đường thôi, nhưng mà ở dưới, nằm ở dưới đường Nguyễn Dung Trực xuống Ngô Quyền là Cô Giang, còn ở phía trên là Cô Bắc. Thì có chùa Phổ Minh, một trong những cái ngôi chùa có tiếng ở Rạch Giá này. Đây rất là nhiều cái hàng quán mà được buôn bán vào cái dịp Tết. Hầu như hàng quán lúc nào cũng dịp Tết này lúc nào cũng đông. Kể cả những cái chỗ mà không có bán được hiện giờ Tết cũng rất là đông rồi quý vị. Đây là đường Cô Bắc. Nó sắp hết đường Cô Bắc rồi đó quý vị, thì cắt với vòng xoay giữa đường 3 tháng 2 với đường Cô Bắc là cầu 3 tháng 2 nằm ở phía bên tay phải nè quý vị. Còn xa xa tòa nhà trắng đó, là Vincom của Rạch Giá đó quý vị. Vincom của Rạch Giá thì ngay biển luôn quý vị. Cái sông Kinh Nhánh đó quý vị. Đây là hàng quán rất là tấp nập. Có cả xe của Campuchia nữa quý vị, của nước bạn. Đây Lâm sẽ leo lên lại một chút có cái đường đi vô.